Chương 16. Những người Pharisee và Sadducee đến cùng Đức Chúa Giêsu có ý thử Ngài, tỉ xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. Nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng, sẽ tốt trời vì trời đỏ. Còn sớm mai thì các ngươi nói rằng, hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư? Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Rồi Ngài bỏ họ mà đi. Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và Sadducee. Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng, đây là vì chúng ta không đem bánh theo. Đức Chúa Giêsu biết điều đó thì phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ 5 cái bánh cho 5.000 người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? Lại há không nhớ 7 cái bánh cho 4.000 người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? Các ngươi sao chẳng hiểu rằng, không phải về bánh mà ta muốn nói đâu, nhưng hãy giữ mình về men của người Pharisee và Sadducee. Bây giờ môn đồ mới hiểu rằng, Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pharisee và Sadducee. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói, thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp Tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-rơ thưa rằng, Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giêsu là đấng Christ. Từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng, ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình, mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.